bất động sản nào sống tốt đây, chúng ta có cái dòng là những cái bất động sản đáp ứng được nhu cầu là xanh, sai đồng ý không ạ? Tất nhiên là tiếp tục tăng giá, tiếp tục sống tốt, đồng ý không ạ? Đi theo đúng xu hướng tức là ví dụ như là ô tô đóng cửa, đồng ý không ạ? Đường to ô tô vào, nên những cái căn nhà nhỏ trong ngõ trong ngách ấy, là phải bán đi. Và bao nhiêu bạn đồng ý rồi này? Thế thì bây giờ như này, tôi ví dụ đi đầu tư thì bạn phải xác định một cái chỉ số, một cái công thức mà tôi chia sẻ với bạn, đầy người người ta không biết công thức này. Và nếu bạn muốn kiếm nhiều triệu đô la thì bạn phải ghi nhớ công thức này. Đó là chúng ta phải học cách nhìn cả hai vế của một phương trình: lợi nhuận trên rủi ro. Thế bây giờ ví dụ như này, rất là đơn giản thôi. Cái lợi nhuận có nghĩa là gì? Mình ăn thì mình ăn bao nhiêu? Đấy. Ví dụ mình vào một trận đánh mình ăn thì ăn 10 đồng. Thế rủi ro chẳng hạn, ví dụ mình chết 1 đồng. Thế mình có chơi không? Trận này mình có chơi không? Rủi ro thì câu hỏi là chết thì chết bao nhiêu? Chơi không? Nếu mình chơi không? Nhưng mà nhiều bạn đánh những cái trận mà lợi nhuận thì ăn được 1 đồng mà rủi ro thì chết 10 đồng. Ê, đúng không ạ? Lợi thì có khi được có 200 triệu thôi, chôn vốn ở lại có khi 5 tỷ luôn. Là bao nhiêu bạn đồng ý điều này? Thì chúng ta phải tính cả hai vế của phương trình. Rồi. Nhiều người sai lầm là gì? Chỉ nhìn thấy rủi ro, đi đâu cũng bảo nó lừa đấy. Thế rồi là nó lừa đấy. Tôi bảo bạn đi học đi. Nhưng bạn bảo, ôi giời ơi, mất tiền. Thế bạn chỉ nhìn thấy rủi ro đấy. Thế bạn không hiểu là học được thì thành công thì sao? Nó thay đổi cuộc đời của bạn, thay đổi cuộc đời của cả dòng họ nhà bạn luôn, thay đổi cuộc đời của gia đình bạn. Bao nhiêu bạn đồng ý điều này ạ? Thành công nó là cái trách nhiệm của bạn, bạn phải thành công bởi vì bạn phải giúp đỡ rất nhiều người. Bao nhiêu bạn đồng ý điều này? Comment vào ô chat là yes được chưa? Suốt ngày chỉ nhìn thấy rủi ro đấy, chả dám làm cái gì cả. Đi mua đất mua cát cũng thế, chỉ nhìn thấy rủi ro đấy. Đối tượng thứ hai, chỉ nhìn thấy sự ẩn đấy, nghe đây cái công ty nào đấy, thế nó bảo là anh cứ đưa tiền cho em cam kết với anh là 3% một tháng, 36% một năm, thế nộp tiền vào cho nó, xong cuối cùng bị mất tiền, chỉ thấy lợi nhuận thôi, không trang bị cái hiểu biết gì cả. Thế tôi chia sẻ với bạn, đứa nào mà giới thiệu với bạn như thế hả? Đứa nào, công ty nào giới thiệu với bạn như vậy? Bạn phải hiểu như này này, tập đoàn tư nhân số 1 Việt Nam Vingroup đấy ạ, bán bất động sản nghỉ dưỡng cũng chỉ cam kết 10% một năm. Bạn là yêu quái ở phương nào mà dám 36% một năm? 10% một năm bây giờ người ta cũng chỉ dùng cho 2 năm, còn hoặc là không có luôn. Bao nhiêu bạn đồng ý điều này ạ? 10% còn mệt hết hơi chứ đừng nói là 36% một năm. Cái số tiền nó ít thì bạn gồng gánh được, 36% ai mà gánh nổi. Huy động 100 tỷ mỗi năm giả 36 tỷ, huy động 1.000 tỷ mỗi năm giả 360 tỷ, cứ huy động 36% sớm muộn cũng đi tù. Bạn biết địa ốc Alibaba không ạ? Địa ốc Alibaba chỉ có tầm hơn 4.000 nhà đầu tư thôi, mất tiền thôi, và hàng nghìn tỷ đồng bị lừa đấy. Bao nhiêu bạn đồng ý điều này? Nó có 3 khả năng xảy ra này. Khả năng thứ nhất, người ta cố tình lừa bạn. Khả năng thứ hai, đó là cái đứa huy động vốn cũng chả hiểu cái gì về tài chính luôn. Đồng ý không ạ? Chết vì thiếu hiểu biết. Cứ tưởng là đất đất đai là ngon lành. Đấy, huy động để mua. Đồng ý không ạ? Và cái thứ ba là nó không ngờ. Nó gọi là không ngờ. Không ngờ là chính phủ vào cuộc. Không ngờ là báo chí vào cuộc. Không ngờ là truyền hình vào cuộc. Bao nhiêu bạn đồng ý điều này? Không ngờ là công an vào cuộc. Chứ còn em vẫn đang trả lãi cho anh em đầy đủ. Đã. Không ngờ. Nhưng mà khổ cái là vào khi mà báo chí truyền hình công an vào cuộc là không huy động được thêm vốn. Thế mà suốt ngày đi trả lãi thì bị mệt, bị vỡ nợ, bị phá sản và bị đi tù. Đã. Bao nhiêu bạn đồng ý điều này ạ? Và tại sao tôi phải nói câu chuyện này ở tất cả các lớp học? Bởi vì có quá nhiều người mất tiền rồi. 10 năm năm nay, 20 năm nay, bình mới rượu cũ, quá nhiều người mất tiền rồi, chỉ thấy lợi nhuận thôi. Bao nhiêu bạn đồng ý điều này?
Thế tôi vẫn phải nói câu chuyện này để cho nhiều bạn ấy, F0 ấy, mới vào, đừng có mất tiền. Tôi chả biết là bạn sẽ kiếm được bao nhiêu tiền, nhưng mà tôi muốn bạn không bị mất tiền. Đấy. Đấy chưa? Không thiếu gì những cơ hội ngon, lợi nhuận còn cao gấp đôi cơ. Chả phải đi đầu tư cái loại đấy. Và bao nhiêu bạn đồng ý điều này ạ? Không thiếu gì những cơ hội tuyệt vời, mà phải đi đầu tư vào những công ty như thế. Đi học hỏi, mở rộng cái tầm nhìn ra, cơ hội rất nhiều. Đấy chưa? Những đứa nào mà cứ bảo các bạn này không phải làm gì cả, hai lợi nhuận rất cao, bạn phải giải tán nó ngay, đồng ý không ạ? Thế thì quay trở lại cái câu chuyện ở đây là như nào? Rồi, đứa nào mà nguyên tắc là như này, đấy chưa? Bạn cứ phải là, ví dụ nói này mới đúng này, lợi nhuận dự kiến 70-80%, nhưng mà em cam kết với các anh 10% một năm tối thiểu, thì nói như vậy là ok. Lợi nhuận dự kiến, đồng ý không ạ? Bao nhiêu bạn đồng ý điều này? Làm sao bạn biết được sự thay đổi của chính sách, được chưa? Sự thay đổi của thị trường, sự xuất hiện của các đối thủ cạnh tranh, làm sao mà bạn biết được mà bạn tự tin mà bạn nói là cam kết? Rồi, bao nhiêu bạn đồng ý điều này? Rủi ro là cái điều bất biến. Đấy. Trong mọi việc luôn có rủi ro, nên người ta mới phải cơ cấu vốn. Nên nhiều bạn đừng có bảo là ôi em 10/10 chẳng làm gì có vụ đấy. Bao nhiêu bạn đồng ý điều này? Rủi ro có thể từ trên trời rơi xuống luôn. Bạn mua một mảnh đất, đấy nhá, mua xong sang tên sổ đỏ, tự nhiên mấy hôm sau hàng xóm bảo nhà chú xây của anh lấn của nhà anh một mét. Thế chú, anh đề nghị chú giả lại cho anh 1 mét mặt đường. Bạn chưa kịp bao giờ luôn, đúng không? Bạn vừa mua hết xong, mấy hôm sau nó bảo thay đổi quy hoạch. Hồi xưa chỗ đấy là đất quy hoạch đất ở, giờ lại chuyển thành quy hoạch đất công viên cây xanh. Bao nhiêu bạn đồng ý điều này ạ? Rủi ro nó rất nhiều hình thức khác nhau, và nó có thể từ trên trời rơi xuống luôn. Đó. Những người mà không hiểu về cơ cấu vốn, đấy chứ ạ, bao nhiêu bạn thấy công thức này rất tốt nào? Bạn phải nhìn thấy cả hai vế của phương trình. Bao nhiêu bạn đồng ý điều này? Comment vào ô chat là yes, đấy chứ ạ. Và bạn cứ đọc, mua sách về đọc đi ạ. Bạn mua sách bất động sản về đọc đi, xem bạn có được hướng dẫn rõ ràng và dễ hiểu như thế này không. Bao nhiêu bạn thấy là học ở Nick được hướng dẫn rất là rõ ràng và dễ hiểu. Rồi. Đấy là vai trò của những người làm về đào tạo. Đấy, những người hướng dẫn. Thế thì không có những người làm về đào tạo, bạn cứ bảo là em phải được anh Phạm Nhật Vượng dạy cơ. Tôi xin lỗi bạn, những tỷ phú không có thời gian cho bạn đâu. Được chưa? Không có cái việc đấy đâu. Mà tôi nói với bạn ấy, bây giờ trình độ bạn ở cấp nào? Cấp 1, cấp 2, cấp 3? Hay là đại học? Hay là thạc sĩ? Trình độ như anh Phạm Nhật Vượng thì anh mới phải dạy thạc sĩ, tiến sĩ chứ. Thế còn ai dạy cấp 1, cấp 2, cấp 3? Bạn đồng ý không? Ai dạy cấp 1, cấp 2, cấp 3 nào? Thế thì bây giờ ví dụ trình độ của bạn nó cao cơ. Ví dụ các bạn đã đi làm dự án, bạn bỏ ra mấy trăm tỷ, một vài nghìn tỷ cơ, thì bạn gặp anh Vượng là đúng. Thế còn trình độ bạn cấp 1, cấp 2, cấp 3 thì bạn phải đi học từng bước một chứ. Tại một cái điều nữa mà tôi muốn nói là như này, là nhiều người cứ bảo hướng dẫn giỏi thì làm sao phải hướng dẫn giàu, sao phải hướng dẫn ai của bạn thế? Cái việc gì nó ra việc đấy chứ. Việc đi đầu tư là đầu tư. Đồng ý không ạ? Việc hướng dẫn dạy học, đào tạo là bạn đã có học miễn phí rồi. Còn bạn muốn học chuyên đề chuyên sâu, bạn phải giả phí. Nó phải rõ ràng ấy. Đồng ý không ạ? Có những thứ mình được học miễn phí, nhưng có những thứ mình phải giả phí. Thế còn bao nhiêu con người đấy chứ? Ban tổ chức, rồi là marketing, rồi là đội ngũ, rồi nhân sự ấy. Thế nhiều ông chả hiểu cái gì, cứ phát biểu lung tung. Theo tôi chia sẻ với bạn là như này, là không phải ai giỏi cũng có khả năng sư phạm, có khả năng hệ thống hóa kiến thức để truyền đạt được.
Được chưa? Việc gì nó ra việc đấy rất là rõ ràng. Thế là tôi chia sẻ bạn, mà mình đi học có phải lấy mỗi kiến thức đâu, mình còn lấy là đồng đội, mình còn lấy các mối quan hệ, mình còn lấy thông tin, mình còn lấy cơ hội. Làm sao tôi bảo các bạn này cố gắng mà đi mà học, học nó chỉ là cái thử thách thôi. Đấy. Học phí nó là những cái phễu lọc, những cái người mà đàng hoàng quyết tâm đấy chứ, ngồi lại với nhau. Nhưng bây giờ đồng đội mình là phải chọn những người đồng đội đàng hoàng. Nhưng còn ngồi học cái lớp như này, những lớp cơ bản như này, rất nhiều thành phần. Cứ nói là muốn làm giàu, muốn kinh doanh, muốn đầu tư ấy, nhưng có quyết tâm đâu, có hành động đâu. Đồng ý không ạ? Thế rồi là nhiều trường hợp còn trắng tinh luôn. Bạn có muốn ngồi với một người trắng tinh không? Chả biết cái gì. Năm ông trắng tinh ngồi với nhau trắng tinh luôn. Đồng ý không ạ? Bao nhiêu bạn đồng ý điều này? Dạ. Thế người có tiền thì phải gặp người có chuyên môn. Người có chuyên môn tức là biết làm rồi, thì bây giờ phải đi vào môi trường để gặp người có tiền. Bạn có chuyên môn nhưng bạn thiếu vốn, bạn phải cần có nhà đầu tư chứ. Bạn có tiền nhưng mà bạn không biết đầu tư ở đâu, đầu tư loại gì, chiến lược đầu tư thế nào, thì bạn phải hợp tác với người có chuyên môn chứ. Rồi đấy, nên là tôi chia sẻ với bạn đấy là những cái góc nhìn đấy ạ. Mình đi học là mình đang đi tìm môi trường tam bảo đấy, thầy giỏi bạn tốt sách hay. Ở nhà không nghĩ ra được đâu, và nghĩ làm sao được. Và bao nhiêu bạn đồng ý điều này? 10 năm, 15 năm, 20 năm kinh nghiệm làm sao mà nghĩ ra được? Mà không phải kinh nghiệm của một mình tôi đâu, kinh nghiệm của bao nhiêu học viên ấy, bao nhiêu học viên nữa, và người ta đã đi qua cái môi trường này. Và cái người thầy giáo là cái người tổng hợp. Tôi chia sẻ với bạn là giỏi đến mấy vẫn phải được huấn luyện. Dù bạn giỏi, dù bạn có năng khiếu, vẫn phải được huấn luyện. Đồng ý không ạ? Bây giờ như này, tôi huấn luyện bạn kỹ thuật quăng lựu đạn, đấy chứ, kỹ thuật ném lựu đạn. Thế sau khi học xong, bạn ném đủ kiểu luôn. Bạn trèo lên cây, bạn ném, rồi bạn xác định kẻ địch xong, bạn rồi mới ném. Rồi bạn phi vào trong rừng, rồi phi vào đâu đấy, bạn trốn, rồi bạn mới ném. Nói tóm lại là còn giỏi hơn thầy giáo nhiều. Nhưng cái việc huấn luyện ban đầu là rất cần thiết. Bao nhiêu bạn đồng ý điều này? Thế chứ còn bây giờ nhiều ông có biết cái gì đâu, cầm quả lựu đạn lên rút chốt ra, tay vẫn cầm lựu đạn, thế thì nó nổ tan xác chứ còn gì nữa. Học hành cơ bản là không bao giờ thừa, được chưa? Không thừa. Đấy. Rút lựu đạn ra, tay vẫn cầm lựu đạn, thôi rồi. Ok, tôi nói vui cho anh em đấy, là nhiều bạn để hiểu ra vấn đề. Thế mỗi người người ta có cái vai trò người ta. Anh Vượng thì dỗi đâu mà đi mà dạy cho bạn. Nói với mấy ông mẫu giáo thì mệt hết cả người, tưởng là hay đâu. Đó. Đồng ý không ạ? Đó. Anh ơi, đất rừng là gì, đất ở là gì, đất nông nghiệp là gì, đất lúa là gì, em có nên mua hay không? Ôi là bây giờ lập dự án thì làm như thế nào hả anh? Lập khu dân cư, khu đô thị làm nào? Có biết cái gì đâu mà. Chả đi giải thích với mấy ông, mệt hết cả người. Thế là những người mà người ta ở đẳng cấp cao rồi, người ta không có thời gian. Đấy ạ. Người ta bận đi công việc của người ta. Thế mỗi người ta có một vai trò. Đấy. Và theo bạn, những chủ tịch tập đoàn có phải thuê các chuyên gia về hướng dẫn không? Thuê các chuyên gia về đào tạo không? Cho đội ngũ nhà mình ấy. Theo bạn thì vua thì có phải mời các thầy về dạy không? Cho con của mình không? Đó. Rồi đi tiếp. Đấy ạ. Số 5. Bất động sản nào sống tốt? Đây, chúng ta có cái dòng là những cái bất động sản đáp ứng được nhu cầu là xanh, sạch. Đồng ý không ạ? Tất nhiên là tiếp tục tăng giá, tiếp tục sống tốt. Đồng ý không ạ?
Đấy. Đi theo đúng xu hướng. Xu hướng tức là ví dụ như là ô tô đóng cửa. Đấy. Đồng ý không ạ? Đường to ô tô vào. Nên những cái căn nhà nhỏ trong ngõ trong ngách ấy, là phải bán đi. Và bao nhiêu bạn đồng ý điều này? Bao nhiêu bạn đồng ý điều này? Bán khẩn trương trước khi mà nó sụt giá. Nếu bạn đang có tài sản như thế, bạn đang là nhóm may mắn đấy. Bạn đang là ngồi trong nhóm 700 người đang ngồi học ở đây. Được chưa? Các bạn nhận ra xu hướng rồi. Di chuyển khẩn trương. Và bao nhiêu bạn đồng ý là mình không giỏi thì mình phải đón đầu. Và bao nhiêu bạn đồng ý điều này? Mình không giỏi thì mình phải đi đón đầu. Mình phải đi trước một bước. Còn siêu sao thì nó mới lướt sóng được. Còn không giỏi thì cố gắng mà đi sớm vào. Đấy ạ. Tiếp tục. Tôi có nói về những cái xu hướng là đại đô thị. Những cái khu đô thị của Vin, Eco Park hay là vân vân, Vin Hà Nội, Vin Sài Gòn đều tăng giá khủng khiếp. Bao nhiêu bạn đồng ý điều này? Cố gắng mua rồi mua tranh giả 1 tỷ, 2 tỷ, 5 tỷ, 10 tỷ, cố gắng mua cho bằng được. Đấy. Vì nó tăng giá. Bao nhiêu bạn thấy là đôi khi ấy, chỉ cần một ý tưởng thôi bạn đã kiếm được tiền rồi. Đi học thầy giáo nói 100 điều. Nhưng mà đôi khi bạn nhận được một điều bạn đã kiếm được không biết bao nhiêu tiền. Mà bây giờ lớp mình học cái lớp này nó mới chỉ là một cái đốt ngón tay của cả hai cái bàn tay này thôi. Bạn mới học được không? Tí ăn thua gì. Được bao nhiêu bạn đồng ý điều này? Còn rất nhiều điều phải học. Và nhiều bạn bạn để ý là cứ mỗi lần đi học là thu nhập lại tăng. Học liên tục. Đấy nhá. Học như ăn cơm và uống nước luôn. Bao nhiêu bạn để ý điều này? Đấy. Cứ đi học về cái mình có ý tưởng, có năng lượng, có kinh nghiệm, có thêm kiến thức, có thêm mối quan hệ. Đấy ạ. Cứ đi học về cái năng lượng gọi là rất cao luôn. Mới lại là nhìn thấy anh em nó kiếm được tiền, kiếm được nhiều tiền. Bạn không bình tĩnh được. Bạn sốt lên xình xịch. Đồng ý không ạ? Bạn không bất chết. Bạn bắt đầu tức giận. Bạn bắt đầu đố kỵ ấy. Sao kiếm nhiều tiền thế mà mình lại không làm được? Đồng ý không ạ? Bao nhiêu bạn đồng ý cái tinh thần ganh đua là rất quan trọng này. Đặc biệt là những ông ở miền Bắc, tinh thần ganh đua rất cao luôn. Và cái tinh thần ganh đua này nó xuất phát từ cái vấn đề là từ hồi đi học ấy, là ông bà già cứ nhồi vào đầu cố gắng mà giỏi nhất lớp con ạ. Và bao nhiêu bạn đồng ý điều này? Đấy. Tinh thần ganh đua cực kỳ cao. Và thậm chí khi thấy người khác là thành công giàu có là nhiều bạn là cũng là thấy là chết dở. Đấy. Đấy. Mình cũng phải cố gắng lên. Nên là mình phải vào môi trường để mình gặp những người giỏi hơn, thành công hơn. Chọn đối thủ chính xác vào. Bao nhiêu bạn đồng ý điều này ạ? Đấy. Bây giờ bạn thi đấu với những ông hàng nghìn tỷ. Bạn quyết tâm thì bạn cũng được hàng trăm tỷ. Bạn thi đấu với những ông hàng trăm tỷ rồi bạn cũng được vài chục tỷ. Bạn thi đấu với những ông vài chục tỷ rồi bạn cũng được hàng tỷ đâu. Bây giờ dở nhất là thi đấu với đứa mấy trăm triệu thì chết rồi. Bao nhiêu bạn đồng ý là chọn đối thủ kỹ vào. Lại cứ so sánh với lại là ok đứa bạn em thì nó cũng nát như em. Và nó cũng chả hơn gì em. Nó cũng đi làm tháng. Mình lại cứ nhìn vào mấy đồng chí cán bộ gọi là làm cùng mình. Thế thì còn nói chuyện gì nữa. Và bao nhiêu bạn đồng ý điều này? Không thì khát vọng. Không đi đến đâu cả. Đồng ý không ạ? Chả đi đến đâu cả. Việc đầu tiên là phải có khát vọng. Và nâng cao tiêu chuẩn lên. Nâng cao tiêu chuẩn lên. Được chưa? Bao nhiêu bạn đồng ý điều này? Không chấp nhận hoàn cảnh hiện tại. Đấy, bước đi đầu tiên để đi đến thành công là phải nâng cao tiêu chuẩn. Chúng ta có rất nhiều quy luật tinh thần để đi đến thành công. Một trong số đó là quy luật của khát vọng. Được chưa? Bao nhiêu bạn đồng ý điều này?
Đấy, quy luật của khát vọng. Bước một là bạn phải có khát vọng. Tất nhiên là chúng ta có cả quy luật của buông bỏ. Đấy. Đồng ý không ạ? Mình rất là khao khát cái điều đó. Thế nhưng mà mình đôi khi không mong cầu, mình nỗ lực. Đấy. Và đôi khi mình không mong cầu, mình lại đạt được cái điều đó. Rồi. Không thể biết được tương lai của bạn như thế nào đâu. Bạn sẽ không bao giờ biết được tương lai của bạn như thế nào nếu bạn không nỗ lực. Bao nhiêu bạn đồng ý điều này? Ví dụ như là tôi chia sẻ với bạn là như này. Nếu mà cách đây khoảng độ tầm 10 năm có ai nói với tôi rằng là tôi sẽ có hàng trăm tỷ đồng, nếu ai nói với tôi là tôi sẽ trở thành một chủ đầu tư, nếu ai đó nói với tôi là gọi là tôi sẽ giúp đỡ cho hàng trăm nghìn người, tôi cũng chả tin. Là tôi không tin. Và tôi không biết là liệu có làm được như vậy không. Bao nhiêu bạn đồng ý điều này ạ? Bao nhiêu bạn đồng ý là bạn sẽ không thể biết được tương lai của bạn. Đấy. Nếu mà bạn không nỗ lực, nếu bạn không cố gắng ạ. Bạn phải nỗ lực lên và bạn phải chớp lấy tất cả những cái thời cơ trong cuộc đời của mình. Đi học, nó chính là cho bản thân một cơ hội. Đồng ý không? Bao nhiêu bạn đồng ý điều này? Comment vào chat là yes. Đi học là cho bản thân một cơ hội. Được chưa? Rồi. Thế chúng ta đi tiếp. Thế còn chúng ta phải chấp nhận cái quy luật của xác suất. Đôi khi chúng ta thử 10 lần, chỉ có 1 lần, 2 lần thành công thôi. Bao nhiêu bạn đồng ý điều này? Bạn đi đầu tư, bạn nhắm 10 miếng, nhưng đôi khi chỉ trúng được 1-2 lần thôi. Bạn đi học hàng chục khóa học, nhưng đôi khi chỉ trúng được 1-2 khóa là phù hợp với mình. Bạn học cả một cái combo chục khóa, đôi khi chỉ trúng được 1-2 khóa thì nó phù hợp với mình. Chứ làm gì có chuyện mà tất cả đều hay, tất cả đều tuyệt vời. Đồng ý không ạ? Bao nhiêu bạn đồng ý quy luật của xác suất này? Đấy. Bạn đi bán hàng, bạn đi gọi vốn cũng như vậy. Bạn gặp chục người, có 1-2 người đồng ý với bạn. Nhưng vấn đề là bạn phải thử. Người thành công thử nhiều hơn và thành công hơn. Rồi. Bao nhiêu bạn đồng ý điều này? Ok, chúng ta đi tiếp nha. Xu hướng gì? Bất động sản là sống tốt nè. Rồi, bao nhiêu bạn muốn biết là bất động sản nào vẫn tiếp tục sống tốt trong đại dịch nè? Những bất động sản mà đón đầu hạ tầng, đồng ý không ạ? Cầu đường, khu đô thị, khu công nghiệp. Được chưa? Đấy, làm đường xá. Thế thì bây giờ vấn đề là bạn thiếu cái thông tin hạ tầng như thế nào, ở đâu. Đấy. Nên tôi mới bảo bạn phải vào môi trường mà. Đấy. Nó mở đường, nó mở khu công nghiệp, nó mở gọi là cầu. Đấy. Rồi, ngón đầu. Bất động sản là sống tốt. Chứ không phải như người ta nói là du lịch, hay là thị trường nó nóng quá rồi. Nóng quá rồi thì phải đi tìm chỗ khác chứ. Số 8 ở đây của chúng ta, đó là những vùng trũng. Người ta gọi là vùng trũng về giá. Vùng trũng về giá có nghĩa là giá nó có rất rẻ, mà cầu gì nó cũng tăng giá. Bởi vì vấn đề là tiền nó mất giá. Bao nhiêu bạn đồng ý điều này? Vùng trũng có nghĩa là giá còn đang rất rẻ. Đấy. Mà sớm muộn nó cũng tăng giá đâu. Bạn ở đâu bạn cứ ở yên đấy. Sớm muộn sóng sẽ đến chân nhà bạn. Đồng ý không ạ? Bao nhiêu bạn đồng ý điều này? Nhiều bạn thì bạn, bây giờ bạn phải nhiều tài sản bạn phải bán. Tại sao phải bán? Có nhiều cái tài, không phải tài sản nào cũng là. Đây tôi đang nói cho bạn là rất nhiều loại hình bất động sản tăng giá. Nhưng có rất nhiều loại tài sản không tăng giá. Đấy chứ ạ? Những loại nào không tăng giá? Có rất nhiều loại, bạn phân tích này, không đúng xu hướng. Đồng ý không ạ? Thế xu hướng là xanh, xu hướng là sạch, xu hướng là giãn ra, xu hướng là đại đô thị. Thì nhiều căn nhà trong ngõ, trong hẻm, thì tất nhiên là nó sẽ không tăng giá. Nó không nhân đôi, nhân ba được. Hoặc là nó tăng giá, nhưng mà nó sẽ không hấp dẫn bằng các loại khác. Và bao nhiêu bạn hiểu cái điều tôi chia sẻ? Đồng ý không ạ? Đấy. Có những cái bất động sản mà cái vấn đề pháp lý của nó không tốt. Đồng ý không ạ?
Nhưng vấn đề đó, tôi ví dụ như là tại sao bạn phải bán thì nó nhiều câu chuyện đó. Tài chính của bạn có vấn đề, bạn phải bán đi. Thế rồi là tại sao bạn phải bán? Bạn nhận thấy là nó không nhân đôi nữa thì bạn phải bán đi. Bao nhiêu bạn đồng ý điều này? Tại sao bạn phải bán? Bởi vì có rất nhiều cơ hội mới rất là ngon. Bạn cứ đi học đi, bạn sẽ thấy rất nhiều cơ hội mới ngon thì bạn phải bán đi, đúng không? Bao nhiêu bạn đồng ý điều này? Đấy. Thì không phải là cứ ôm cái tài sản đấy mà ngon đâu. Đồng ý không? Bao nhiêu bạn đồng ý điều này? Rồi. Nhiều khi là tài sản của bạn phải bán vì đạt mục tiêu rồi. Nó nhân 3, nhân 5 rồi thì phải bán ấy. Chúng ta đi vào thì còn phải có cả đi ra đấy chứ. Bao nhiêu bạn đồng ý điều này? Đi vào phải đi ra ấy. Đi vào ở lại luôn là thế nào? Rồi. Rồi, đây tôi vừa ví dụ cho bạn một số cái loại tài sản bất chấp thị trường, đấy chưa? Đấy. Bao nhiêu bạn muốn nghe những cái câu chuyện thành công? Và có một cái niềm tin mà nhiều bạn cần phải thay đổi là không cần phải có vốn. Bao nhiêu bạn đồng ý điều này? Nhiều bạn có 1 tỷ, 2 tỷ cứ hỏi tôi đi đầu tư ở đâu? Tôi bảo là như này này, dưới 1 tỷ, 2 tỷ việc của bạn chưa phải mua nhá. Chưa phải đất đai gì cả. Đầu tư vào đây này. Dưới 2 tỷ, phải những bạn dưới 2 tỷ. Bây giờ ví dụ bạn biết, bạn đánh giá được tài sản này ngon, 10 đồng mua có 7 đồng thôi. Được chưa? Ngân hàng tài trợ, cái bạn cần gì phải vốn? Như vậy cái năng lực đánh giá tài sản quan trọng hơn chứ. Cái hay của bất động sản hay hơn chứng khoán chính là ở cái điểm ngân hàng tài trợ. Bao nhiêu bạn đồng ý điều này? Ngân hàng rất thích bất động sản. Bao nhiêu bạn đồng ý điều này? Chứ ngân hàng trong nhiều trường hợp chứng khoán có 10 đồng thế người ta chỉ cho mình vay có 1 đồng, 2 đồng. Đồng ý không ạ? Ai, bạn thử có chứng khoán 10 đồng xem. Xem có phải là người ta cho vay 7 đồng không? Bất động sản có những cái hay là gì? Thậm chí mua không phải bỏ tiền luôn. Không bỏ đồng nào luôn. Bất động sản có cái hay là gì? Chúng ta có thể hợp tác. Bất động sản có cái hay là gì? Chúng ta có thể đặt cọc sau đó chúng ta sang tay luôn. Một cái tài sản 10 tỷ mà đặt ra có 500 triệu để mua cái 10 tỷ. Bao nhiêu bạn đồng ý điều này? Có 500 triệu mà đi mua được cái 10 tỷ. Tức là như vậy là ông đã là gì? Một đồng ông mua cái 20 đồng gì nữa. Xong ông đặt cọc 500 triệu. Xong rồi ông lại sang tay 2 tỷ. Tức là một đồng ông ăn 4 đồng rồi. Bạn đồng ý với tôi không ạ? Mua cái 10 tỷ đặt cọc có 500 triệu sau đó lại sang tay. Đấy. Như vậy là để tôi nói cho bạn hiểu cái câu chuyện là như này. Cái mình thiếu ở đây là thiếu kiến thức và kinh nghiệm từ tìm kiếm tài sản, đánh giá tài sản, thẩm định tài sản, đàm phán. Sau đó mình bán ra. Mình coi cái môn bất động sản này nó chỉ là một môn kinh doanh thôi. Không cần phải có vốn. Đấy chứ ạ. Cái chúng ta cần là trí tuệ, kiến thức và kinh nghiệm. Bao nhiêu bạn đồng ý điều này? Mà càng ít tiền lại càng phải học. Nhiều ông cứ bảo em chả có tiền đi học. Rồi 3 năm nữa mình vẫn như ngày hôm nay. Tôi gặp rất nhiều bạn này, cứ bảo không có tiền nhưng mà ra múc cái điện thoại, múc cái ô tô, múc cái xe máy nhanh lắm. Cứ bảo không có tiền nhưng mà sẵn sàng là ném mấy tỷ vào miếng đất cơ. Chết thôi. Đấy. Tôi gặp rất nhiều bạn như thế rồi. Sẵn sàng mạo hiểm với hàng tỷ đồng luôn. Thế thì không có tiền nên không đi học hay là không học nên không có tiền? Cứ không có thời gian nên không đi học hay là không học không có thời gian? Đó. Bao nhiêu bạn đồng ý điều này ạ? Rồi. Thế chúng ta phải thay đổi cái tư duy. Đầu tư vào đâu? Đầu tư vào đây này. Đến như chúng tôi đến bây giờ phải đầu tư vào đâu? Mọi người hỏi đầu tư đâu? Đầu tư vào đây này. Hôm trước tôi ngồi với một anh ấy đã có kinh nghiệm làm 10 cái sân gôn.
anh ấy phân tích cho tôi là tại sao phải làm cái dự án sân gôn. Không, tôi chia sẻ với bạn đầu tư vào đây quá rẻ, thế chúng tôi trả tiền cho anh ấy tư vấn đầu hiếu ạ. Cái chúng ta thiếu ở đây là thiếu trí tuệ, chứ chúng ta không thiếu tiền. Bạn cứ giỏi đi, bạn làm chủ một công cụ đi, bạn rất giỏi xây nhà bán, bạn rất giỏi mua đất phân lô bán, nhà đầu tư xếp hàng đưa tiền cho bạn luôn. Bao nhiêu bạn đồng ý điều này? Nhiều người có nhiều tiền lắm, không biết làm gì thôi. Không, bao nhiêu bạn đồng ý điều này? Bạn có quả nào ngon đi, bạn giới thiệu cho tôi. Đấy chứ, tôi cho bạn 300 triệu, 500 triệu đến 1 tỷ tiền giới thiệu luôn. Nhiều người có hiểu đâu, vấn đề nó không phải là tiền. Vấn đề không phải là tiền. Cái câu chuyện tiếp theo mà tôi chia sẻ với bạn là nhiều trường hợp ấy, thì bạn cũng đừng mang tiền ra nói chuyện. Vì với nhiều người giàu có thành công thì người ta sẽ coi trọng cái sứ mệnh hơn. Cái công ty của bạn, tổ chức của bạn nó thành lập ra thì nó có giải quyết cái vấn đề gì cho xã hội không? Đồng ý không ạ? Bạn bảo em làm cái dự án này, em đem lại cái công ăn việc làm cho địa phương, em đóng gọi là thuế cho nhà nước, nó tạo ra cái nguồn thu nhập cho những cái người ít tiền, thì tôi chia sẻ với bạn, ngay kể cả bạn đi trình bày với các chủ tịch bí thư tỉnh, người ta cũng ủng hộ bạn hơn. Bao nhiêu bạn đồng ý điều này? Bây giờ bạn cứ bảo là có tiền em chia cho em chào anh chủ tịch, em chào anh bí thư, em chia cho anh, em được 10 đồng em chia cho anh 1-2 đồng, đầy ông không nào, ông ấy thiếu tiền đâu. Bao nhiêu bạn đồng ý điều này? Cái dự án của bạn nó phải có giá trị, nó phải có ý nghĩa xã hội. Đấy, tổ chức thành lập ra thì phải có sứ mệnh, chứ không phải chỉ có mỗi tiền. Bao nhiêu bạn đồng ý điều này? Đấy, tiền thì rất là quan trọng. Đấy, và nhiều bạn thì chúng ta đi đầu tư để mục tiêu của chúng ta là tốt về tài chính, chúng ta lo được cho gia đình của mình. Đấy, nhưng nếu bạn muốn làm lớn nhá, nếu bạn muốn làm lớn, bạn phải đem những cái giá trị, ý nghĩa và sứ mệnh vào trong cái tổ chức của mình. Bao nhiêu bạn đồng ý điều này ạ? Thế bạn làm cái bất động sản, bạn muốn được quy tụ được nhiều người, được cái sự ủng hộ của nhiều người thành công. Nhiều người người ta rất nhiều tiền, đấy nhá, nhưng mà dự án của bạn phải có giá trị, phải có ý nghĩa thì người ta mới ủng hộ. Thế còn bạn bảo em cho anh 500 triệu với 5 tỷ, người ta không cần, đấy chứ ạ. Đấy, thì đấy là cái bài học mà tôi muốn chia sẻ cho nhiều bạn ở đây. Nếu bạn muốn làm lớn hơn, đấy chứ ạ, thì bạn bắt đầu phải tuyên bố về cái sứ mệnh của tổ chức. Đấy, tại sao? Bởi vì nếu bạn muốn thu hút những người lớn, đấy chứ ạ, những người tuyệt vời, thì tổ chức nó phải có sứ mệnh. Đấy, công ty bất động sản của bạn phải có sứ mệnh, chứ không phải có mỗi sứ mệnh là cầy tiền. Đồng ý không? Bao nhiêu bạn đồng ý điều này? Đấy, ví dụ bạn đem lại cái cơ hội tuyệt vời cho những nhà đầu tư, bạn làm cái việc đó để bảo tồn thiên nhiên. Đấy, bạn làm cái việc đó để tạo công ăn việc làm cho những cái người lao động ở địa phương. Đấy, thì những người đó mới là làm lớn được. Rồi, để chúng ta đi tiếp. Thế bây giờ xin mời các mình nghe một cái câu chuyện thành công. Một bạn ở Biên Hòa, Đồng Nai. Đấy, bạn ấy từ tay trắng kiếm được 1 tỷ đồng trên các thương vụ, một trên một thương vụ. Thế rồi là bây giờ vừa môi giới vừa đầu tư rồi. Hôm trước vừa post lên khoe là mua ô tô rồi các kiểu rồi, mua đất mua đai rồi. Ok, thế xin mời các mình cùng nghe chia sẻ của bạn Tuấn ở Biên Hòa. Xin chào thầy, chào tất cả anh chị em ạ. Rất vui được học tập và giao lưu với lại tất cả anh chị em nhà nít ạ. Em đến đây cũng chia sẻ và cũng mong muốn được gửi lời cảm ơn đến người thầy của chúng ta. Nhờ những cái kiến thức của thầy và những cái cộng đồng chất lượng thì Tuấn cũng có được những cái thành quả nhất định và
Tuy là sinh sau đẻ muộn nhưng mà hiện tại thì cái doanh nghiệp của mình nó đang có thứ hạng ở cái khu vực, và chính nhờ những cái bài học, những cái chia sẻ, những cái phương pháp của thầy nó cụ thể nên là về mình áp dụng thì nó khá là thành công. Đặc biệt là cái bài mà siêu sao môi giới, cái công việc môi giới thì đến nay hiện tại thì em từ con số là không có tiền. Lúc em đi học thì em không có tiền, em phải vay đi mượn để mà em cố gắng bằng được để em đi học, và đến ngày hôm nay thì em đã giải quyết được hết những cái vấn đề và kiếm được gần 1 tỷ tiền phí môi giới. Và em cũng muốn gửi đến thầy một lời cảm ơn ạ. Rồi, bao nhiêu bạn thấy chia sẻ của bạn Tuấn rất tuyệt vời. Còn những bạn mà có tài chính, có sức mạnh tài chính, có tiền thì rất là đơn giản hơn rất nhiều. Bây giờ bạn có 2 tỷ, 5 tỷ, 10 tỷ, 50 tỷ, 100, 200 tỷ, 500 tỷ. Bạn đầu tư vào trí tuệ quá rẻ, chẳng đáng bao nhiêu tiền. Thế và ở đây tôi muốn chia sẻ là đấy, những cái người mà ít vốn, tay trắng còn làm được, thì những bạn có vốn thì sao? Và bao nhiêu bạn đồng ý điều này? Bao nhiêu bạn đồng ý là khi bạn có 1 tỷ, 2 tỷ, 5 tỷ, 10 tỷ, 50 tỷ, 100, 200 tỷ trong tay, được chưa ạ? Thì bạn đã hơn rất nhiều người rồi. Hiện tại của bạn đã hơn rất nhiều người rồi. Mà tôi có những bạn học viên mà hiện nay là nước ngoài, ở nước ngoài, xong rồi về Việt Nam, đấy, xong rồi quyết định là làm bất động sản. Đấy. Đây mà tiếp theo là một cái câu chuyện, một bạn ở Nhật về và bạn ấy bảo là em ngày trước đi làm ở bên Nhật. Thế thì thậm chí là xảy ra những cái như là động đất chẳng hạn. Thế thì em cũng vẫn mong mỏi ngày nào đó về Việt Nam làm bất động sản. Thế và khi mà bạn ấy về Việt Nam, bạn ấy nhờ tôi kèm cặp coaching. Thế bạn này thì bạn ấy ở Bình Phước. Thế và bạn ấy nhà bạn gia đình bạn ấy có miếng đất ở Vũng Tàu. Thì ví dụ chỉ cần một kiến thức thôi. Lúc đầu là đáng nhẽ định bán cái mảnh đất ở Vũng Tàu hơn 20 tỷ thôi. Nhưng tôi bảo không, cái miếng của bạn cứ bình tĩnh để thêm một thời gian nữa, được chưa? Thì bây giờ cái miếng đấy là hơn 40 tỷ. Chỉ một cái tư vấn thôi mà đã có thể là lệch được 20 tỷ. Đó, bao nhiêu bạn thấy là cái sự tư vấn của các chuyên gia là quan trọng ạ? Đến lúc bán ngay lúc đấy thì thu được hơn 20 tỷ thôi. Đồng ý không ạ? Nhưng bây giờ nó là hơn 40 tỷ. Bao nhiêu bạn đồng ý là cái chúng ta có hai cách học. Cách học thứ nhất là thử và sai. Đấy, cách học thứ hai là học kinh nghiệm của người khác ạ. Rồi, ok, xin mời Đức mình cùng nghe chia sẻ của bạn Kim Hà. Rồi. Em chào tất cả các anh chị. Sau khi học cái bài học của thầy xong á, thì em nhớ lại cái quá khứ lúc em ở bên Nhật. Nhật Bản là một đất nước rất là đẹp, ăn uống thì rất là sạch sẽ, về cái y tế của họ thì là số 1 thế giới luôn. Nhưng mà khi mà em làm thì có rất là nhiều tiền. Nhưng mà một năm thì Nhật Bản thường xảy ra động đất một vài lần. Mỗi lần như vậy á thì ở bên Nhật đó người ta chỉ cho mình là hãy chui xuống dưới cái gầm bàn. Ở bên Nhật đó thì không có tủ hay là kệ cao gì hết, tại vì hay xảy ra động đất cho nên là người ta sẽ không làm những cái tủ cao như vậy, thì chỉ có những cái bàn ở trong trong phòng của mình thôi, cái bàn làm việc hoặc là cái bàn ăn cơm á. Cái mỗi lần như vậy á em toàn phải chui cái đầu xuống dưới cái gầm bàn đó, mà lúc đó là em nghĩ là trời, tại sao cuộc sống mình lại như thế này, tại sao mình không trở về Việt Nam mình làm một cái điều gì đó, tại sao bây giờ mình cứ đi làm công ăn lương, và lương dù có rất nhiều nhưng đến lúc mình chết mình cũng không biết làm, không không được chết tại quê hương, không được gặp được người thân mình luôn. Xong em mới lên mạng để search, để xem những cái khóa học làm giàu. Thì lúc đó thì em đọc được cái cuốn dạy con làm giàu đó, thì nói là mình phải có một chuyên gia tài chính hoạch định kế hoạch tương lai cho mình và cách đầu tư cho mình. Thì lúc đó em mới tìm các thầy, cuối cùng là em tìm được thầy thầy Nguyễn Thành Tiến. Em rất là nể thầy từ khi em ở bên Nhật luôn. Sau đó em quyết định về Việt Nam và em sẽ nhất định phải học một khóa học của thầy, vì người ta nói là muốn gặp được một chuyên gia tài chính bạn phải bỏ ra rất nhiều tiền. Nhưng mà thật sự khi mà em học rồi, em có những cái cơ hội đến với em như thế này á,
thì cái số tiền em bỏ ra đi học nó chẳng đáng gì cả. Bây giờ chỉ có vài tháng thôi là em đã lấy được lại cái số tiền hơn cái số tiền em đi học nữa. Dạ, em cảm ơn thầy rất nhiều ạ.